Chú mèo giang hồ suốt ngày chọc phá chú chó hiền lành và cái kết hả hề hết sức. Người thì nhỏ con không bằng một góc người ta, mà cái nết thì lớn không ai bằng. Sơ hở là giang hồ đánh bạn chó ở nhà. Đây một buổi sáng đẹp trời, chẳng ai làm gì nó hết, thế mà chạy ra ngồi kiếm chuyện với chú chó vàng đứng đối diện. Cứ đứng chửi cái gì đó một hồi, quan trọng là không cao bằng người ta nên lúc nào cũng cố gắng ngẩng cái cổ lên thấy ghét hết sức. Nhỏ nhỏ chứ mà hung dữ lắm, không biết sợ là gì. Bạn vàng đứng đối diện thì hiền khô à, để mặc nhỏ mèo muốn chửi gì chửi, làm gì làm cũng không nói một tiếng. Tưởng mồm lèo chỉ giang hồ mỏm thôi, ai dè tự nhiên nhảy bổ lên đánh cho bạn chó một phát vô mặt. Chú chó thì hiền quá cũng không đánh lại, nhưng riêng nhỏ mèo thì bị bật ra rồi té xuống. Ai, này là tự mày té nha, tao không hề đụng gì luôn đó. Té xong quê quá nên bỏ đi luôn. Yếu mà thích ra gió là vậy đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.